Nói xưa xưa đây bọn con bà bây giờ mất dịch rộp bà thay nè chanh cái trái từ một chút tiết hỏi bọn con á con bọn nơi khang xa bằng chút hạt bắt đồng bọn bà quạt chứa chạy nơi cái lại nhóm của quạt bàn tinh cái trái bị cái lại nhóm bà chẳng cái trái này cứ nhóm thuộc tay huy sân bọn con á nhóm bạc ấy sân bà trái này cứ cái trái thăm mây bọn con á hơi quạt giờ nâng giờ cái trái chập trường sọ muối cho đồn là muối hơi giờ ào cọp này mùi bà ô khôn bông đài quạt ở chư chạc nơi cả lại nhóm bà ở lớp nhóm thua tay huyết sân bông bông á nhóm bà có ọp mơ sân bông bông bà đã bây giờ mơ mà sân mơ ai cả anh dương nhà tới bây giờ mình bàn mơ mình bàn thua tay tế cả anh mà sân Việt nào ca Việt xuống không ai bị bà bông bông á không ai bị bà nhà tụi mình cầm màu bà nị bà bông bông á tập hệ cái trái thăm mây bông bông á mình men chia cái trái mình tập tê bà hơi bông phôn đại trong ban cái trai đại miền côn đập hiệp lỗ bông phôn à chạy tường mặc nhom ban bông phôn mà pru cái lại nhom cứ nhom lụa cái trai đại miền côn đập hiệp lỗ lỗ bông phôn á trai ní sát tay cái trai đại nhom prai luôn ai tối nhom đăng côn đập hiệp thả lỗ ban chỉ nhom giờ mà lụa bông phôn mà nhom mình men chạy từ lụa ao từ ruồi chơi bông phôn á chân nhom rồi côn đập hiệp ai bông phôn này bà này bà đi chơi bập bênh cái trai chập bông phôn á trái chập này cứ ô một ô mò cán bà tụi này ngập ô bông phôn bà nè bông phôn bà tu viết á đó bông phôn bà tu đây bà tu sưu can sưu dược sưu chập sưu viên trường sắc bà sưu chụp phục mọt bà chẳng dương mơ viết sân bông phôn á từ mình viết á bông phôn bà cứ bà sát mau bị rung chạm mau bông phôn bà trái này cứ cái trái thơm mây bông phôn á nè nhóm bà khơi bông con á xong lấy ngặt ồ một con bà hoặc ấy thế mà xin tầm nào ca là ồ hơi bông con á hơi thông minh có xa đây bông con bà thông minh xa xa bà thông minh nếu dường chập bà dường chập tư xì là ồ bông con á bụng mọt chập bụng mọt cao bụng mọt ấy cứ xua bông con bà chốt lì chốt ấy bớt là ồ bà hơi bà phụ mốt ấy cứ thông mô cán á bông con bà một căn mệt tiền bà ở khăn nông vía cứ miền opoco vì miền ở púm miền ai đài bồng bồn á miền púm miền ai đài bồng bồn ở trong cắt sọ khmer khmer nhảy cầu bán đài bà trái ní cứ dương pra púm tới bà cắt sọ khmer bà nỉ bồng bồn bà nỉ púm vía miền bảo màn púm bồng bồn á miền bay púm hay miền nỉ xài usb ní xâm rạp dương châu thmo vía bà xài châu thmo bà chẳng dùng cho thmo cho mũi đom ở chân năng xa tu xa bồng phôn bà hơi vì miền lấy trụ mũi sầm rạp bò bà sầm rạp bò thông minh với pê dương cạt tư miền trộm cái tì ấy dương bò đường trụ tư bà lấy pê sầm rạp dương đã ở về thông minh về là ó bà cứ miền tập năng bồng phôn á chẳng nhầm tay tè rùi rò hỏi bà cứ thạc quân lập hiệp ó ban nhầm đập nhà tư bà cứ xong ó con bông mà đong tiết bà bông được hàng nè bông phôn bà nhom xây ti tăng rồi thới bà tiệp chăm đặt nhà quạt thới nhom đặt tam về đẹp bồn thang bông phôn á nơi xa bằng chuột bông phôn xa bằng chuột khai bắt tầm bông bà lấy nhà tập tuôi bà trong cái sông ô phôn mà đong tiệt bà trắng đi tàu này cứ miền tây bên này bông phôn nhom thơ tê đăng hơi bà đăng một sân tha về tầm nào ca là o hơi bà hơi mình ấy việt a đây bông phôn á trắng sông chụp bye bye.